Kính thưa quý vị, luật sư biện hộ cho nghi phạm của tổ chức khủng bố Al-Qaeda nói rằng ông cần nhiều tháng để chuẩn bị biện hộ cho thân chủ của ông, tính từ New York. Trong ngày 22 tháng 10 năm 2013, người luật sư biện hộ cho tên nghi phạm của tổ chức khủng bố Al-Qaeda mà đã bị biệt động quân bắt sống vào đầu tháng đã nói rằng ông cần một vài tháng để xem qua các văn kiện trước khi ra tòa. Trước tòa án liên bang, ông Bernard Kleinman nói rằng ông chỉ mới nhận làm việc với thân chủ, một công dân Libya mà được biết qua danh hiệu Abu Anas al-Libi, mà chỉ mới tuần trước xuất hiện trước tòa án, không nhận tội trong vụ đánh bom tấn công hai tòa đại sứ quán tại Kenya và Tanzania vào năm 1998, mà đã sát hại 224 người. Theo ước tính của luật sư Kleinman, thì phiên tòa xử thân chủ của ông sẽ phải trì hoãn một năm hoặc lâu hơn trước khi bắt đầu, vì đội ngũ luật sư biện hộ cần phải xem xét lại tất cả các hồ sơ và bằng chứng. Nghi phạm Libby bị một tiểu đội biệt động quân Hoa Kỳ mà còn được gọi là US Army Delta Force xâm nhập Tripoli vào ngày 5 tháng 10 vừa qua, bắt sống giam cầm trên một chiến hạm. Sau đó, nghi phạm đã được trao lại cho quan chức quân sự tại đất liền Hoa Kỳ để đưa hắn ra tòa dân sự. Vào năm 2001, một bản cáo trạng hình sự đã được ban ra với lệnh truy nã và bắt giam nghi phạm Libby vì có bằng chứng hắn dính líu đến hai vụ đánh bom. Luật sư biện hộ thưa cùng với chánh án Lewis Kaplan tại tòa rằng ông cần ít nhất là 6 tháng để đem lại hơn 270.000 văn kiện làm bằng chứng trong vụ việc. Luật sư Kleinman đã có kinh nghiệm đại diện cho các thân chủ bị cáo buộc tội khủng bố, vì trước đây ông đã từng đại diện cho ít nhất một nghi phạm khủng bố bị giam cầm tại trại tù Guantanamo Bay, Cuba. Theo lời của ông Kleinman, thân chủ của ông vẫn quả quyết sự vô tội và rất ngạc nhiên khi bị biệt động quân Hoa Kỳ bắt sống. Nhưng theo lời cáo buộc của chính phủ Hoa Kỳ, thì nghi phạm Al-Libi là đường dây móc nối giữa trùm khủng bố Ayman al-Zawahiri và các nhóm nhân quân cực đoan tại Libya cũng như các quốc gia Bắc Phi. Nếu bị kết tội, al-Libi sẽ phải đối mặt với án tù chung thân.